Xin kính chào Hội Thánh. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm đọc ở trong sách Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 15 từ câu 54 đến 58. Tôi xin đọc. Khi bản chất hay hư nát, mặc lấy bản chất không hay hư nát. Bản chất hay chết, mặc lấy bản chất không hay chết. Thì lúc ấy sẽ ứng nghiệm lời đã chép: sự chết bị nuốt mất trong sự đắc thắng. Hỡi sự chết, sự đắc thắng của mày ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mày ở đâu? Cái nọc của sự chết là tội lỗi, sức mạnh của tội lỗi là luật pháp. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta sự đắc thắng nhờ Chúa của chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ. Vậy thưa anh em quý mến của tôi, hãy vững vàng, chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải vô ích đâu. Amen. Xin kính mời mục sư. Xin chào quý thánh. Trước khi chúng ta đến với lời của Chúa sáng nay, chúng ta đến với Chúa một lần nữa. Kính lạy Chúa, con cảm ơn Ngài cơ hội chúng con được đến đây để chúng con hát ngợi khen Chúa. Và giờ đây chúng con đến với lời của Chúa. Xin Thánh Linh Ngài, Thằng Lẽ Thật hướng dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật. Quyền xin lẽ thật của Ngài giải phóng chúng con được tự do để chúng con có thể hầu vì Chúa một cách dư dật luôn trong những ngày sắp tới. Quyền xin Chúa Ngài cho chúng con biết nương cậy vào sự hướng dẫn của Chúa trong khi chúng con học lời của Ngài. Chúng con cầu nguyện những này trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Buổi sáng hôm nay thì chúng ta sẽ học về cái đề tài nó cũng liên quan đến sự phục sinh, là sự chết bị thiêu diệt trong chiến thắng. Trong mấy tuần qua, trong một thời gian ngắn như vậy mà tôi cũng đã coi như là ba cái tang lễ, một ở Việt Nam và hai cái tang lễ ở đây. Hôm qua thì tôi dự một cái tang lễ tại cái nghĩa trang của Enfield đó, thì một người đại diện trong gia đình nói những lời cuối cùng với người thân của mình trước khi mà cái hộp, cái huyệt nó hạ xuống. Thì trong cái bài diễn văn như vậy thì tôi nghe nói là vĩnh biệt, vĩnh biệt, vĩnh biệt cha. Rồi sau đó cái người hướng dẫn chương trình họ nói rằng dành một vài phút yên lặng, một vài phút yên lặng để giống như là mình tưởng nhớ đến cái người đã qua đời. Thì khi trong cái vài phút yên lặng đó, tôi tưởng chừng là nó dài cả năm luôn, vì nó mà tôi cảm và khi cái lúc bây giờ thì thời tiết thì nó âm u lắm ha. Âm u, quý vị tưởng tượng là thời tiết âm u, và những cái người đi dự lễ thì bận đồ màu đen ha. Thời tiết âm u, rồi nhìn xung quanh là bia mộ ha. Thì biểu một vài phút tôi ngồi tôi thấy sao lâu quá. Mà phải nói thật quý vị đó, mình mới cảm nhận được cái quyền lực của sự chết quý vị. Sự chết nó làm cho ta. Rồi tôi mới suy nghĩ chứ, bao nhiêu người ở trong cái đám đông này họ có cái hy vọng về cái sự sống lại, sự sống đời đời. Mà tôi phải nói thành thật quý vị là mình đứng giữa những người này mà mình có thể cảm được cái quyền lực của sự chết. Nhưng mà cảm ơn Chúa là tôi mới suy nghĩ đến cái đề tài mà chia sẻ với Hội Thánh buổi sáng hôm nay: sự chết bị tiêu diệt trong sự tiến thắng. Có người thì họ ví cái cuộc đời này, cuộc đời như là một cái cây nến, cây nến. Và có những cây nến thì nó có thể đốt trong khoảng thời gian dài ha. Có những cái cây nến đốt trong khoảng thời gian ngắn. Và cuộc đời này nó là nó bắt đầu
là khi mà cây nến nó được đốt lên và nó chấm dứt khi cây nến hết. Cuộc đời là như vậy. Có những cây nến nó đốt, nó cháy nhanh, có những cái giai đoạn nó cháy rất là nó tỏa ánh sáng rất là nhiều. Nhưng mà quý vị thấy nó càng gần hết á, thì quý vị là cái nó tỏa ít ánh sáng, đúng không? Thì cuộc đời mình nhìn lại, mình thấy, quý vị thấy, hồi mình trẻ mình sung lắm, mình làm được nhiều chuyện lắm. Khi mình về già rồi đó, bắt đầu, tôi nói thật quý vị, tôi thì không có già lắm, nhưng mà gần đây tôi đi đứng cũng khó lắm. Rồi tôi nghĩ đến anh Cường bị là cái gì đó, cái gì không phải, có trừ gì đó. À, thì cái gì không phải cái gì, cái đồ dụng, cái gì nó cả cái đĩa gọi là đĩa gì, đĩa đệm, nó đĩa đệm. Bây giờ tôi thấy tôi nghe chữ đĩa đệm hoài mà tôi nghe chữ đĩa đệm, tức là cái đĩa đệm á là giữa mấy cái cốt xương, đúng không? Nó có lúc thì ví dụ mình làm việc nặng thì nó đè xuống, nó đụng cái dây thần kinh gì đó, rồi đi đứng. Có những người nói ôi tự sao tôi ngồi lâu cái tôi đứng dậy cái tự nhiên đau chỗ cái chân này, là vì nhiều khi cái đĩa đệm á nó cạ vô đó. Mà tôi cũng bị đĩa đệm với mày, tức lắm. Mình nhiều khi cái những cái mình muốn làm mình làm không được, mình đi đứng là nó khó lắm, là tuổi già nó gần nén gần tàn đó quý vị. Và tôi thấy tự nhiên gần đây tự nhiên để quý vị mấy người lớn tuổi Thánh bắt đầu bệnh không, tôi thấy quý vị, tôi cầu nguyện không cho anh Cường, cho Nhật, là Dũng, rồi tôi nhìn lại tôi thấy mấy người 50-60 không à là nén coi như gần ấy rồi đó. Nhưng mà đây là sự thật quý vị, trong cuộc sống, cuộc đời mình là như vậy quý vị. Và hôm qua thì khi mà tôi giữ yên lặng một vài phút đó, tại cái người hướng dẫn nói là vậy, để tự nhiên thì tôi thấy tôi cảm nhận được cái quyền lực của sự chết kinh khủng quý vị. Kinh khủng thì phải chăng chết lại, phải chăng chết là cái đường cùng? Có ai đã từng chết và đi ra khỏi sự chết? Chỉ có Chúa Giêsu thôi quý vị. Chúa Giêsu, con thánh nói là Chúa Giêsu là trái đầu mùa, là người đầu tiên sống lại từ cõi chết. Và Chúa Giêsu chúng ta ở trong Khải Huyền đoạn 1 câu 18, Ngài nói rằng ta là đấng sống, ta đã chết, hiện nay đã sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Cầm chìa khóa có nghĩa là, ý nghĩa là ngài có quyền đó, chìa khóa là mình phải mở, có quyền, ngài có quyền trên sự chết và âm phủ. Chúa Giêsu chết vì tội của chúng ta, ngài sống lại để ban cho chúng ta sự sống. Chúa Giêsu phán rằng vì ta sống á thì các con cũng sẽ sống, trong gian đoạn 14 câu 19. Cho nên khi tôi nghĩ đến đó thì tôi không có sợ sự chết. Sự chết đó đối với những ai tin Chúa là một cái cánh cửa để đưa chúng ta vào trong sự sống vĩnh cửu với Chúa Giêsu ở trong vương quốc của Ngài. Khi nói sự chết đó, nếu mà chết trong tội lỗi là vấn đề mà chúng ta đáng sợ, đúng không vậy? Nhưng mà chết ở trong Chúa đó là một cái cánh cửa nó mở vào trong sự sống vĩnh cửu. Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ xem cái phần cuối của đoạn 15. Câu thứ nhất đoạn 15. Từ câu 54 đến câu 58. Đây là cái cao điểm của đoạn 15. Và chúng ta xem á, trong đoạn 15 á, nói gì với bạn chị em? Cái điểm chính ở trong đoạn 15 nói gì?
chết. Nó nói gì, điểm chính là cái gì? Sự sống lại của Chúa Giêsu. Từ cái bối cảnh là như vậy, thưa ông bà anh chị em, quý vị biết là Corinto là một thành phố Hy Lạp. Hy Lạp thì đương nhiên cái những người mà họ tin Chúa đó, những người Hy Lạp mà họ trở lại tin Chúa thì họ bị ảnh hưởng bởi cái triết lý của người Hy Lạp. Theo cái triết lý của Hy Lạp đó thì cái thể xác này đó sẽ bị tiêu diệt. Và khi mà người ta còn sống đó, cái linh hồn bất diệt đó nó bị ở tù ở trong cái thân thể này, đúng không? Cho nên khi người ta chết đó thì cái thân thể này nó sẽ bị tiêu diệt, và cái linh hồn bản chất là bất diệt đó nó sẽ thoát khỏi. Nhưng sứ đồ Phaolô ông nói rằng khi Chúa cứu chúng ta đó, Chúa cứu cả thể xác, cái thân thể này và cái linh hồn mình biết rằng là bất diệt rồi, thể xác là từ bụi đất, nhưng mà khi Chúa cứu đó, Chúa cứu cả hai luôn các bạn chị em. Có nghĩa rằng cái thân thể này trong cái ngày cuối cùng đó, ngày Chúa Giêsu trở lại để tiếp rước hội thánh Ngài về nước thiên đàng đó, thì cái thân thể này sẽ biến hóa trở nên một cái thân thể bất tử, bất diệt. Và cái thân thể như vậy nó mới thích hợp cho một cái đời sống vĩnh cửu ở trong thiên quốc của trời. Đó là. Và khi đến cái phần Kinh Thánh nó, câu 54, câu 8 là cái cao điểm, thì ông nói như vậy. Quý ông bà anh chị em, bây giờ chúng ta trước đó đó thì nói về cái sự sống lại, ông nói rằng ông lập luận rất, sứ đồ Phaolô ông lập luận như vậy, quý ông bà anh chị em, và chúng ta sẽ thấy nếu Chúa Giêsu không sống lại, tại vì cái người Hy Lạp theo cái triết lý của họ là cái thể xác không có sống lại, thì họ không tin cái sự sống lại của Chúa Giêsu. Họ mới nói rằng ông sứ đồ Phaolô ông lập luận như vậy, nếu Chúa Giêsu không sống lại thì chúng ta cũng sẽ chẳng sống lại. Đúng không? Rất là đúng. Thứ hai, nếu Chúa Giêsu không sống lại, đức tin của chúng ta vô ích. Và cái chữ vô ích đó là chữ vô dụng, và cũng có nghĩa là empty, nó trống rỗng, không có gì cả. Giống như mình nói lời hứa mà empty, cái là nó trống rỗng, không có, mình hứa nhưng mà chẳng có gì. Thì cái đức tin đó đó đặt vào một cái Chúa Giêsu không sống lại đó là đức tin vô ích, nó không có làm gì cho chúng ta cả. Và điều nữa đó, ông nói nếu mà Chúa Giêsu không sống lại đó, mà mình nói Chúa Giêsu sống lại á, là mình người làm chứng dối, làm chứng dối. Mình là người đại nói dối, mình nói dối chuyện nhỏ thì được. Thí dụ mình nói ô, nói anh khỏe không? Mình không khỏe, mình nói cũng khỏe. Anh ăn chưa? Mình nói ô, tôi ăn rồi. Mặc dầu mình không muốn người ta. Nhưng mà nói mà đi lừa gạt người ta đó, để còn đặt tới cái hy vọng và sự sống đời đời đó, là điều hết sức là, đúng không quý vị? Là mình là người đại nói dối. Ông nói nếu Chúa Giêsu không sống lại mà mình nói Chúa Giêsu, mình giảng Chúa Giêsu sống lại là mình người nói dối. Đó. Điều nữa, nếu Chúa Giêsu không sống lại đó, thì mình vẫn còn ở trong tội lỗi, không được giải thoát. Và chúng ta biết rằng tội lỗi nó sinh ra sự chết, và chúng ta sẽ chết mặt nếu Chúa Giêsu không sống lại. Nhưng mà khi đến cái phần này 54 câu 8 thì ông nói rằng wow, Chúa Giêsu thật sự đã sống lại, và cái sự sống lại của Chúa Giêsu bảo đảm chúng ta sẽ sống lại với Chúa Giêsu. Đó là cái, và ông nói như vậy. Ok, bây giờ đây là cái kết quả nè, và chúng ta sẽ cùng suy nghĩ bốn cái điều mà Chúa Giêsu. Thứ nhất các quý vị, ông nói sẽ có một cái sự biến hóa của cái thân thể này, sự biến hóa. Vì Chúa Giêsu sống lại, mình cũng sẽ sống lại, và mình sẽ có một cái thân thể biến hóa. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai đó, như vậy thì, điều thứ hai đó,
Nếu Chúa Giêsu sống lại thì như vậy chúng ta đã chiến thắng sự chết. Sự chết không có quyền lực gì trên chúng ta nữa. Cho nên nói quý ông bà anh chị em, sứ đồ Phaolô ông không có dùng, ông không có gọi là khi mình qua đời là chết, mà ông gọi là ngủ. Quý vị không? Nó khác cái chết quý vị. Thí dụ một người đang nằm ngủ á, thì cái người đó mình biết là sẽ thức giấc, người đó còn sống đúng không? Mình gọi là người ngủ. Còn cái người nào mà đã chết á, thì không thể nào mình nói là người đó ngủ được. Thì đó lý do tại sao ông nói rằng sự chết mà trong Chúa đó là một cái cánh cửa mở ra sự sống đời đời. Nhưng mà cái sự chết trong tội lỗi mới là cái đáng sợ. Và như vậy, vì Chúa Giêsu sống cho nên chúng ta sẽ có cái sự biến hóa cái thân thể, cái sự chiến thắng. Và hai điều sau đó mà ông kêu gọi là như vậy thì sao, mình phải làm gì? Là mình phải tạ ơn Chúa chứ làm gì được, ngoài ra đâu còn gì. Quý bà, quý vị không thể nào mình trả, mình giống như mình đền ơn Chúa được, không làm gì được quý vị ơi. Mình chỉ có tạ ơn Chúa mà thôi. Và điều thứ hai mà ông kêu gọi mình sẽ làm đó là hầu việc Chúa một cách dư dật. Chứ dư dật là hơn cái bình thường, hơn cái điều người ta mong đợi. Hơn là vì mình sẽ sống lại. Những gì mình làm cho Chúa mình sẽ được thưởng. Đó là điều ý muốn nói. Cho nên điều đầu tiên chúng ta sẽ suy nghĩ là sự biến hóa. Quý vị đọc, quý vị kỹ để ý nè. Vì khi thân là cái nói này, cái này là cái body này, cái linh hồn là bên trong, người bên trong. Cái thân là cái mà quý vị chăm sóc hoài. Cái gì mà quý vị để nhiều nhất? Cái thân hả? Khuôn mặt. Tôi thấy bao nhiêu thì giờ quý vị dành để chăm sóc. Chải đầu, đánh phấn son, bận quần áo, tắm rửa đủ, đánh răng, mắt biết bao nhiêu thời giờ quý vị. Lo ai cho nó ăn nữa, ăn ngon nữa chứ, ăn dở không chịu ăn ngon nữa. Thật sự cái thân này là cái thân hư nát. Thì đây hai cái từ để diễn tả về cái thân quý vị đó. Thứ nhất là ông dùng cái gì? Hư nát. Vì khi thân hư nát này đã mặc lấy sự không hư nát, và thân hay chết, cái thân vừa hư nát mà chết nữa. Và cái tiếng Anh đó, để đọc hết là này trở nên bất tử. Lúc ấy Kinh Thánh sẽ được ứng nghiệm, sự chết đã bị tiêu diệt trong chiến thắng. Tiếng Việt mình thì diễn tả một cách gọi là nó dài dòng á. Cái sự không hư nát đó, tiếng Anh nó là cái sự hư nát là corruptible đúng không? Không hư nát là incorruptible. Mình dịch kiểu văn chương là bắt diệt. Diệt là nó tiêu, nó hao, nó mòn. Mà dịch dài dòng đó là không hư nát. À, mà rồi cái thằng hai chết, tiếng Anh là mortal, mà cái nghĩa nghịch với mortal là immortal, tức là bất tử. Cho nên quý ông bà anh chị em, cái thân thể này nó là thân thể hư nát hay chết, tức là nó sẽ chết. Quý vị thấy rồi, như tôi nói quý vị, lúc mình trẻ, mình khỏe, mình làm việc, mình tưởng giống như mình coi như là một người gọi là không biết mệt đó. Mình làm đủ thứ hết, nhưng mà về già đó mình thấy mình cái cơ thể này nó yếu đi. Cho nên chú ý nghe cái chữ mà sinh, lão, bệnh, tử có bốn điều: sinh ra,
lão hóa, bệnh, rồi chết, tử là chết. Sinh lão bệnh tử thì trong Kinh Thánh dùng hai từ tức là hư nát và hai chết. Cho nên cái con người chúng ta, quý vị ơi, mình đang ở trong cái thân thể hư nát. Cho nên đó là điều đương nhiên. Cho nên quý vị, mình già, mình yếu, mình là chuyện đương nhiên. Rồi mình mắc bệnh này, mắc bệnh kia. Hồi trẻ thì mình lướt qua được, đúng không? Rồi mình về già là tự nhiên bệnh ung thư, rồi bệnh này, bệnh đủ thứ bệnh. Giống như chiếc xe, quý vị, xe mới, lúc xe mới thì... Nhưng mà khi mà xe chạy mà 20-30 năm rồi, hết cái bình điện rồi đấy, bình nước rồi đến cái gear rồi nó đến tùm lum này kia, đổ bình ra. Đó chỉ đương nhiên. Và nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, khi Chúa Giêsu trở lại đó, khi Chúa Giêsu trở lại để tiếp rước hội thánh của Ngài đó, thì Kinh Thánh nói rằng lúc bấy giờ đó thì cái thân thể hư nát này sẽ được biến hóa. Biển đất sẽ nhả ra những người chết. Vì nó ô, mình chết thành tro thành bụi rồi. Nhưng mà quyền năng của Chúa sẽ khiến cái thân thể chết đó, nó ở trong cái dạng cho là gì đó, sẽ biến hóa, sẽ biến hóa, trở nên một cái thân thể bất diệt, bất tử, thích hợp cho sự sống vĩnh cửu ở trong vương quốc của Ngài. Hôm qua chúng tôi học ở trong đoạn 15 thì đọc cái trò đoạn 15 chúng ta thấy cái lập luận nó dài dòng lắm. Nhưng mà khi mà chúng ta hiểu được thì chúng ta mới hiểu được cái ý. Thì sứ đồ Phaolô ông nói là Chúa cho những cái vật, những cái hình thể khác nhau. Chúa nói rằng cái hạt giống thì có hình thể khác, cái cây có hình thể khác, súc vật, không phải xác thịt nào cũng giống nhau, súc vật nó có hình thể khác, con người mình có hình thể khác. Rồi ông có nói đến vinh quang của mặt trời khác vinh quang của ngôi sao, vinh quang của ngôi sao này khác vinh quang của ngôi sao kia. Và chúng ta để ý đó, ông chúng ta thấy đó, cái hình thể. Rồi ông nói rằng hình thể của cái thân thể ở dưới đất nó khác cái hình thể ở thân thể ở trên thiên đàng. Thì tôi mới suy nghĩ như vậy, quý vị ông bà anh chị em. Thật sự ra quý vị để cái chữ biến hóa nó dùng cái chữ biến hóa rất là đúng, cái là tiếng Anh là transformation rất là đúng. Tức là như vậy, Chúa sẽ không có tiêu diệt cái thân thể này đâu quý ông bà anh chị em. Quý vị nhớ lập luận của người Hy Lạp đó là cái thân thể này đó sẽ bị tiêu diệt, nó trở thành là không có cái gì cả. Nhưng mà cái chữ biến hóa quý vị để ý nghĩa là Chúa sẽ biến đổi cái thân thể quý vị hiện giờ nè, trở nên một cái thân thể bất diệt bất tử để vào trong đất đàng. Cho nên nó có sự liên tục quý ông bà anh chị em, chứ không phải nếu mà nói rằng Chúa sẽ cho mình cái thân thể hoàn toàn không giống như, tức là cái thân thể cũ của mình đây á, ta bị tiêu diệt rồi chú hồng. Không phải, Kinh Thánh đều để biến hóa, dùng cái chữ biến hóa là đúng. Tức là một cái thân thể đó Chúa sẽ biến nó trở mình một cái hình thể khác. Nhưng mà vẫn có cái liên hệ. Cho nên đó, như vậy chúng ta có suy nghĩ rằng trên thiên đàng quý vị sẽ nhận ra nhau quý ông bà anh chị em. Đúng không quý vị nè? Trường hợp Chúa Giêsu. Bây giờ chúng ta nói trường hợp Lazarus, quý vị nhớ Lazarus sống lại. Nhưng mà ông sống lại trong thân thể nào? Thân thể cũ, đúng không? Quý vị nhớ là đây là vấn đề có người nói, ủa, đâu phải Chúa Giêsu là người sống lại đầu tiên, mà Lazarus không phải quý vị.
Kinh Thánh nói là Chúa Giêsu là trái đầu mùa, là người sống lại đầu tiên, trong cái ý nghĩa là trong một cái thân thể biến hóa, một thân thể mới, thân thể vinh hiển. Nè, Lazarus đó quý vị nhớ không? Kinh Thánh nói rằng ông đã chết đi 3 ngày rồi, hôi thối có mùi rồi. Và người ta dùng cái vải, người theo người Do Thái họ quấn xung quanh người ổng đó, quý vị nhớ không? Và khi Chúa Giêsu đến ngày đúng trước mộ, họ nói rằng hỡi Lazarus, chỉ gọi tên Lazarus chơi. Chứ nếu mà nói hỡi không là biết bao nhiêu người sống lại ha. Chúa đích thân gọi tên Lazarus thôi. Chỉ có Lazarus. Thì Lazarus ổng mới đi ra, người ta Kinh Thánh nói là người ta giúp ổng mở cái khăn ấy và ổng sống lại trong cái thân thể cũ. Trong cái thân thể mà hư nát. Rồi sẽ ổng chết đúng không quý vị không? Nhưng mà khi Chúa Giêsu ngài sống lại, ngài sống lại trong một cái thân thể vinh quang. Quý vị nhớ nghe. Các môn đồ sợ hãi trốn trong cái phòng, quý vị nhớ không? Họ đóng Kinh Thánh đó rồi, họ khóa cái cửa. Nhưng mà Chúa Giêsu đi sao? Chúa đi vào trong được, trong cái thân thể đó là kỳ diệu quý vị, tức là vật lý không có thể giải thích được. Chúa đi xuyên qua cái tường đi vào trong đó. Và quý vị để quý vị thấy gì? Thomas nói rằng tôi thấy tôi mới tin. Thì Chúa nói rằng hãy đến và xem bàn tay. Chúa có cái thân thể có tay, có chân. Và Kinh Thánh nói rằng sau khi ngài sống lại, ngài hiện ra một số người rồi họ ăn, Chúa ăn nữa. Chúa có một cái thân thể lạ lắm rất lớn quý vị. Và Chúa nói rằng ta sẽ trở lại giống như là ta đi trong cái thân thể vinh hiển. Cho nên cái thân thể mà sống lại quý vị đó là cái thân thể sẽ giống Chúa Giêsu. Và chúng ta sẽ nhận diện được. Đó là tại sao tôi nói rằng cái thân thể này nó biến hóa, chứ không phải là Chúa nó bị hủy diệt rồi Chúa lấy làm một cái gì mới. Không phải, nó có sự liên kết. Đây là đặc biệt, chúng ta phải hiểu cái chân lý này quý ông bà anh chị em. Đặc biệt lắm quý vị ơi. Ngày hôm nay tôi nói, nhiều khi mình tuổi già mình tránh né, tại vì mình thấy mình xấu xí, da nhăn rồi tóc bạc, rồi đi đâu cũng phải khéo léo chải tóc cho nó đàng hoàng, chứ không ra tao để ý nó. Nhưng mà quý vị ơi, sẽ đến một ngày quý vị có một cái thân thể vinh hiển, bất diệt, bất tử, giống như Chúa Giêsu của chúng ta đó. Giống như là cái thân thể mà Chúa hiện ra với các môn đồ sau khi sống ngày sống lại. Rất là đặc biệt quý vị. Quý vị nhớ không? Chúa còn cái thẹo. Chúa nói cho Thomas, con tới con rờ đi. Và Chúa ở trong cái thân thể vinh hiển, bất diệt. Mà Chúa Kinh Thánh nói rằng chúng ta sẽ có một thân thể giống như Chúa Giêsu. Và cái thân thể đó, chỉ có thân thể đó mới cái thích hợp cho sự sống vĩnh cửu của ông bà. Thì quý vị để ý nghe. Bài, khi nào chúng ta có cái thân thể đó? Khi nào? Khi thân hư nát này đã mặc lấy sự không hư nát, và thân hay chết này trở nên bất tử, lúc ấy Kinh Thánh sẽ được ứng nghiệm. Cái việc mà chúng ta có một cái thân thể biến hóa đó là nó sẽ xảy ra trong tương lai, đúng không? Khi nào thì chúng ta đọc xem đó, chúng ta sẽ thấy như vậy. Trong câu 52, trong khoảnh khắc, trong nháy mắt, vào lúc tiếng kèn cuối cùng, vì kèn sẽ thổi, người chết sẽ sống lại, đúng không? Không còn hư nát nữa và chúng ta sẽ được biến hóa. Trong khoảng khắc, cái đây là một cái đơn vị đo thời gian. Thường là mình nói đến gì? Đến năm ha, năm tháng, rồi đến ngày, đến giờ, một giờ, rồi đến phút, rồi đến giây. Nhưng mà sau giây là cái gì? Sau giây là cái gì? Khắc hả? Sau giây là cái từ này là khoảng khắc. Nhanh như vậy đó quý vị. Như là mà Kinh Thánh nói là giống như nháy mắt vậy đó. Nó còn nhanh hơn một second nữa quý vị. Millisecond đó. Mà cái chữ khoảng khắc này là chữ tiếng Anh, tức là chữ atom. Chữ atom.
Chứ không phải là quý vị biết mấy người mà thẩm mỹ không, mắt biết mà thời gian nhiều khi đi tới đi lui mấy năm. Sửa chỗ này không được, cái sửa lại thêm sửa thành ra người khác. Nhưng mà Chúa sửa, Chúa sẽ redo quý vị trong tích tắc quý vị. Kinh khủng quý vị. Khi nào trong cái tích tắc như vậy. Tuyệt vời quý vị ơi. Chứ không phải đợi vài năm. Người ta nói evolution tức là gì? Cái tiến hóa đó, từ loài khỉ mà mất cả triệu năm bao nhiêu đó. Lâu quá trời, lâu quá. Tích tắc thôi quý vị. Cho nên nó, khi quý vị, Kinh Thánh nói rằng có những người không có chết khi mà Chúa trở lại, đúng. Thí dụ mình, người chết thì nói là ông nội ngoại mình chết rồi. Nhưng mà mình đang sống mà Chúa đấy. Hả? Chúa đấy là mình biến hóa luôn, mình không phải qua cái không phải chết. Biết không? Thì thấy không? Biến hóa luôn. Còn những người đã chết thì Chúa dạy Chúa tích tắc cái là có một cái thân thể mới. Kỳ diệu quý vị ơi. Tuyệt vời quý vị. Cho nên những người mà về già quý vị đừng lo. Một ngày nữa sẽ, quý vị sẽ có một cái thân thể vinh quang, bất diệt, bất tử. Rồi cái hình này tôi thấy, tôi kiếm cái hình để cho quý vị nhớ thôi chứ không gì hết. Sinh lão bệnh tử. Thấy không? Lúc baby người ta ẵm mình, về già sẽ lăn ẵm mình. Đường nào cũng thấy về già trở lại baby quý vị. Nhớ không? Mấy người lớn tuổi trong viện người dưỡng lão người ta đút ăn á. Hồi lúc baby mình cũng vậy. Đó, cuộc đời nó vậy. Bông chen cho lắm mà cũng cuối cùng cũng vậy thôi. Rồi. Sự chiến thắng vĩ đại. Lúc ấy đó, Kinh Thánh sẽ được ứng nghiệp. Tức là cái sự mà biến hóa của mình quý vị đó, nó sẽ xảy ra trong tương lai, đúng không? Khi ấy đó, thì Kinh Thánh sẽ được ứng nghiệm, sự chết sẽ bị tiêu diệt trong sự chiến thắng. Tức là chiến thắng đây là cái sự sống lại đó quý vị, đúng không? Khi mình có sự sống lại đó, là mình có cái thân thể mới. Như vậy cái sự chết nó bị tiêu diệt rồi. Hỡi sự chết, chiến thắng của mày ở đâu? Hỡi sự chết, nọc độc của mày ở đâu? Nọc độc của sự chết là tội lỗi. Sức mạnh của tội lỗi là kinh luật. Quý vị ơi, đây là một đại chiến thắng. Tại vì không những chúng ta chiến thắng sự chết là kẻ thù cuối cùng, mà chúng ta thắng kẻ thù tội lỗi và kinh luật. Vì chúng ta nói kinh luật là tốt, quý vị nhớ không? Đây là luật pháp của Chúa. Đây là cái tiêu chuẩn của Chúa, là tốt, là thánh thiệt. Nhưng mà vì cái luật đó, nó, ông nói là sức mạnh của tội lỗi là luật. Tại vì cái luật á, nếu mà không có luật, người ta không biết tội, đúng không quý vị? Đúng không? Quý vị đi Melbourne, quý vị sẽ thấy khi đi vào trong cái thao á, thì bắt đầu phải giảm vận tốc, có đề là 80, 60, đúng không? Nhưng mà trước đó quý vị chạy hơn 80, ok. Nhưng mà khi mà đụng cái sai đó, đụng luật đó, đưa ra luật là chỗ này phải 80 thôi. Cái luật nó chỉ ra cái tội. Nếu mà không có luật pháp, không có cái tiêu chuẩn đó, thì mình không biết tội. Đúng không? Cho nên nó, cái luật biết tội, nó chỉ ra tội. Và cái tội đó, cái hậu quả của tội đó là cái gì? Là sự chết. Hậu quả của tội lỗi. Tội lỗi sinh ra sự chết. Thì mình thắng cả ba cái này luôn quý vị. Thì chúng ta biết rằng chúng ta không giữ trọn luật pháp, đúng không? Chúng ta không ai giữ được luật pháp bởi sức riêng. Và điều gì xảy ra thì chúng ta phải chết. Tại vì mình phạm thì mới. Nhưng mà luật pháp nói rằng chúng ta phải chết vì tội chúng ta đã làm. Nhưng mà Chúa Giê-xu á, thì mang lấy tội lỗi của chúng ta và chết thế cho chúng ta trên cây thập tự. Quý vị thấy chưa? Chết thế cho chúng ta. Cho nên Ngài đã trả được cái gọi là
cái hình phạt mà luật pháp đòi hỏi. Và khi Ngài chết đó, thì sự chết đó đã bị chết trên cây thập tự giá. Tính tội lỗi khiến Chúa Giêsu chết. Phải không quý ông bà chị em? Chúa Giêsu mang tội lỗi cho chúng ta. Vì mang tội lỗi chúng ta mà Ngài phải bị hình phạt. Tội lỗi làm cho Chúa Giêsu chết. Cho nên khi mà Chúa Giêsu chết đó, thì sự chết đã bị tiêu diệt. Và Kinh Thánh đã, bởi vậy chúng ta mới hiểu được như vậy. Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ. Mà tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Như vậy là khi Chúa Giêsu chết là mình đồng chết với Chúa Giêsu. Ông Sư Đồ Phaolô mới nói vậy đó, tôi đã bị đóng đinh, tức là chết rồi. Cho nên đối với tội lỗi mình đã chết rồi. Và mình và đối với luật pháp đó thì mình đã trả xong cái giống như là một cái hình phạt mà luật pháp nó đòi hỏi. Cho nên vì Sứ đồ Phaolô nói trong Roma đoạn 6 câu 4, vì tội lỗi sẽ không còn cai trị con đâu, bởi anh em không còn ở dưới luật pháp mà ở dưới ăn điển. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, Chúa đã tiêu diệt quyền lực của sự chết, quyền lực của tội lỗi và sức mạnh của kinh luật, của luật pháp tiêu diệt. Và chúng ta biết rằng sẽ có một ngày chúng ta mặc lấy cái thân thể biến hóa. Sẽ đến một ngày chúng ta mặc lấy. Nhưng mà cái kẻ thù sự chết đã bị tiêu diệt trên cây thập tự giá rồi, quý ông bà anh chị em. Cũng giống như ngày xưa đó, quý vị. 30 tháng 4 năm 75 là cái ngày mà gọi là mình mắc cái miền Nam. Nhưng thật sự có những người họ làm việc, họ biết trước mắt đã từ lâu rồi. Có những người năm 67, 68 họ biết đã mắc rồi. Và có một số người họ chạy qua bên Mỹ rồi. Nhưng mà tại sao từ 67, 75 có nhiều cái trận chiến như vậy nó xảy ra? Mặc dầu trên ấy đã mắc rồi. Cũng vậy quý ông bà anh chị em, cái sự chết đó nó còn đang, nó giống như nó đang có cái quyền lực, nhưng mà thật sự thực tế là nó đã bị Chúa tiêu diệt rồi. Mà Chúa nói là một ngày nào đó sự chết, thật ra nó là sẽ chứ không phải là đã, nó sẽ bị tiêu diệt trong chúng ta. Tôi hiểu được đã, tôi hiểu ý của nó, nói là tức là mặc dầu nó là cái gì nó xảy ra tương lai, nhưng mà ngay bây giờ mình đã kinh nghiệm được. Đó là cái điều mà Sứ đồ Phaolô muốn chúng ta có hiểu được như vậy. Cho nên quý ông bà anh chị em, sự chết đã bị tiêu diệt rồi, mình đã chết đối với tội lỗi rồi quý ông bà anh chị em. Kinh Thánh Sứ đồ Phaolô nó đã bị đóng đinh rồi. Cho nên cái tội lỗi nó không còn quyền lực gì trên mình nữa, và sự chết đó sẽ bị tiêu diệt trong cái sự sống lại, trong cái ngày mà Chúa Giêsu trở lại đó. Bây giờ sao? Ông nói thôi bây giờ mình phải tạ ơn Chúa chứ. Mình phải tạ ơn Chúa. Chúng ta không thể nào mình đền đáp công ơn của Chúa được. Đừng bao giờ nghĩ là mình làm cái này làm cái kia để đền đáp, để trả ơn, để giống như mình mua chuộc. Không quý ông bà anh chị. Sự sống đời đời là món quà, nhưng không Chúa ban cho tôi và quý vị. Mình làm đừng có nghĩ là vì thưa quý ông bà anh chị em, đừng có để cái động cơ là được thưởng thúc đẩy mình làm. Đương nhiên mình sẽ được thưởng. Cái động cơ mình làm là vì mình biết ơn và biết ơn Chúa. Quý vị nhớ những ngày mình mới qua Úc không? Những người họ giúp mình, những cái ăn nhân họ giúp mình, họ chở mình đây đó, họ cho mình, họ đến họ tặng mình những cái áo quần đó. Những cái hành động đó mình biết nhớ ơn. Mình nhớ ơn nước Úc đã nhận mình tị nạn trong lúc mình gọi là thất vọng, mình không có một tương lai, thì mình được nước này họ nhận. Mình biết ơn. Mình biết ơn Chúa. Mình hầu việc Chúa. Mình biết ơn. Đó là cái động cơ.
hầu việc Chúa của chúng ta phải làm sự biết ơn. Tại vì ở trong Chúa mình có sự chiến thắng viên mãn. Thật sự đời sống của người Cơ Đốc nhân mình có thể diễn tả một cách tóm tắt là một đời sống đắc thắng. Một đời sống đắc thắng. Vì Chúa Giêsu đã chết vì tội, sống lại để ban cho chúng ta sự sống vĩnh cửu. Và cuối cùng, thế thì, tiếng Anh là therefore. Thế thì, tức là nó có liên quan đến cái phần phía trên đó quý vị, đúng không? Thế thì đi đến một. Cho nên, cái sự việc mà mình sẽ biến hóa đó, trong ngày Chúa Giêsu sẽ lại, sẽ lên. Và mình đắc thắng sự quyền lực của sự chết và tội lỗi. Trên thực tế quý ông bà anh chị em, sứ đồ Phaolô nói rằng cái lẽ đạo đó, cái lẽ thật đó, nó phải biến đổi đời sống mình, cách sống của mình. Đó là ý ông muốn nói. Thế thì đó quý vị, nhớ cái chữ này therefore, tức là thế thì. Vì Chúa Giêsu Ngài đã chết vì tội chúng ta, sống lại để ban cho chúng ta một thân thể biến hóa vinh quang trong ngày cuối cùng. Thế thì ông nói là thế thì, đây là một thế thì vĩ đại quý ông bà anh chị. Quý vị nhớ cái chữ thế thì này. Ông kết luận là ông wrap up, kết luận, ông áp dụng. Ông nói rằng những cái chân lý tôi đã trình bày cho quý vị biết trên đây, nó phải ảnh hưởng đến cái lối sống của mình, phải ảnh hưởng quý ông bà anh chị. Thế thì anh chị em yêu dấu của tôi, hãy vững lòng chớ lay chuyển. Thật sự trong cái tiếng Hy Lạp nó chỉ có một từ thôi, nhưng mà diễn tả trong tiếng Việt mình phải có vững, vững lòng chớ lay chuyển. Nghĩa là sao quý ông bà anh chị em? Ông nói rằng chúng ta sẽ sống lại, chúng ta sẽ sống lại, chúng ta có một cái vinh quang, có một cái tương lai vinh quang chờ đợi chúng ta. Đó là điều chắc chắn, đó là điều chắc chắn. Và điều đó nó phải ảnh hưởng cái nếp sống của chúng ta ngày hôm nay. Cho nên đừng có để người nào khác ảnh hưởng cái suy nghĩ của mình, cái niềm tin vào sự sống lại về đời sau. Hãy vững lòng chớ lay chuyển, tức là đừng có để người khác ảnh hưởng cái mục tiêu sống của mình. Đừng có để cái thế giới ngày hôm nay ảnh hưởng đấy. Đừng có để lời của người này, lời người kia, hoàn cảnh này, hoàn cảnh kia mà ảnh hưởng cái mục đích, cái niềm hy vọng, sự sống lại của thân thể vinh hiển này trong ngày cuối cùng. Ông nói đừng có như thời tiết bữa nay như vậy, bữa kia. Vững lòng tập trung vào mục tiêu. Rồi ông nói sao? Khi mình biết, ông dùng chữ biết ở đây nó là nhớ, thật là know, là biết. Mình phải biết điều đó, biết chắc. Đừng có để ai lay chuyển, đừng có để cái chuyện đời này nó lay chuyển, chuyển hướng mình không có hướng về mục tiêu. Rồi khi mình có cái mục tiêu như vậy đó thì ông nói là sao? Đây là vấn đề quý vị ơi. Tôi nói rồi, ông nói rằng hãy luôn luôn hết sức phụng sự Chúa. Cái chữ hết sức đây đó là có một giảng dịch là dư dật. Hầu khi mình nói dư dật là nó hơn cái bình thường, quý ông bà. Dư dật là tràn, nó ý ông nói quý vị ơi. Khi mình biết như vậy, mình có một mục tiêu cuộc đời mình đó, thì mình phải hồi về Chúa. Dư dật, đừng có đo, đừng có so sánh người này, ô người này làm mình mới làm, hóa là rồi mình làm ít làm nhiều, chứ đâu kệ họ, ai nói thì nói, người ta mình về phần mình đừng có vững lòng chớ lay chuyển. Mình biết điều gì sẽ xảy ra trong ngày cuối cùng, hầu với Chúa cách dư dật lên, đừng có so sánh với ai, họ kệ họ dân sao, kệ họ làm sao kệ họ, về phần mình ông nói là mình làm một cái dư dật hơn cái đòi hỏi bình thường. Rồi ông nhớ rằng nói chứ, hãy nhớ rằng công lao của anh chị em vì Chúa. Chúng mình làm không phải vì người này,
vì sợ người này nói ô mình phải làm hơn chút để không người ta nói hay sao, sợ ô tại mình có trách nhiệm mình trong ban sự mình phải làm hơn, mình phải làm nổi hay là gì đó, hoặc là mình quý vị phải làm vì Chúa, lòng vì từ cái lòng phát xuất từ cái lòng tạ ơn quý vị, vì biết rằng công khó không phải là vô ích đâu quý ông bà anh chị em. Ngày hôm nay quý vị tôi thấy có nhiều người làm quá chừng luôn, làm hết này kia để làm gì quý ông bà anh chị em, chỉ là vô ích khi mà mình đến sự chết rồi, vô ích quý vị ơi. Vô ích lắm quý vị, vô ích lắm, vô ích lắm quý vị ơi. Nhưng mà cảm ơn Chúa đó, cảm ơn Chúa chúng ta có sự sống lại đó. Và khi chúng ta sống lại, chúng ta sẽ đem đi với chúng ta những gì chúng ta làm ngày hôm nay vì Chúa, thời gian chúng ta bỏ, sức lực chúng ta vì Chúa, chúng ta sẽ đem được vào trong vương quốc của Ngài. Đây là một cái sự đầu tư không có mắc mát quý ông bà anh chị em. Cho nên sứ đồ Phaolô ông biết đây là một cái đầu tư là sẽ đem lại biết bao nhiêu lợi ích. Ông nói là làm dư dật lên, làm dư dật lên. Quý vị biết rằng, quý vị nhớ cái hồi mà cái dịch mà người ta mua toilet paper không? Trời ơi, tôi thấy đánh nhau như thế. Họ mua dư dật vô để mà chứa mấy năm ra tới sao? Không biết, đồ ăn thì không mua nhiều mà tôi thấy... Suy nghĩ đó, hầu vì Chúa dư dật luôn mấy ông bà anh chị em. Sứ đồ Phaolô, ông biết quý vị ơi, ông biết cái mục tiêu cuộc đời này, ông biết mình sẽ sống lại, mình sẽ đem đi tất cả những gì mình làm, mình đầu tư thời gian sức lực của mình ngày hôm nay vì Chúa quý vị ơi, vì Chúa, nhớ cái câu là vì Chúa. Không vui, tại vì ông biết rằng sẽ được thưởng, sẽ được thưởng. Và Kinh Thánh nói rằng có những người được cứu dường như qua lửa, quý vị nhớ câu đó không? Dường như qua lửa là làm sao? Nhà cháy, người ta nói là nhà cháy thì phải thoát cái mạng này là quan trọng nhất nghe. Tiền của có thể làm may móc, làm sắm lại xe hơi nè, hoặc xoàn này kia có thể sắm, nhưng mà cái mạng này mà chết đi là không sắm lại được. Dường như qua lửa, cái hình ảnh đó là cháy nhà, giọt chạy, giữ thân trước, chuyện vật chất không quan trọng. Sẽ có những người được cứu dường như qua lửa chẳng có phần thưởng gì, không có cái gì cả. Đó là sứ đồ Phaolô hiểu được chuyện này với ông bà anh chị em. Ông nói mục đích như vậy, biết mình sẽ sống lại, và cho ông nói là mình, những gì mình làm cho Chúa vì Chúa sẽ được thưởng. Ôi quý vị ơi, tôi nói thật quý vị, rất là đau khổ nếu mà mình làm, mình Chúa cứu mình rồi đó, rồi mình sống đời này gọi là lê thê để hết rồi để đi vào nước ta. Khổ lắm quý vị. Tôi nói quý vị, mới ngủ đây cái tự ngủ nữa, không biết mình đang nằm mơ thiệt. Mới hôm qua, hôm nay, tôi thấy cuộc đời sao mà thời gian quá nhanh quý vị ơi. Mới ăn cái ăn nữa, nơi nấu nữa, nấu với dọn với dẹp hoài hết ngày hết chữa. Mới xúc răng, bị xúc miệng răng đó, bây giờ cũng đang chán lắm quý vị. Nếu mà mình không có cái câu mà anh em ơi, hầu vì Chúa dư dật thì không khó luôn, rất là chán. Cảm ơn Chúa, chúng ta đến với Chúa trong sự cầu. Cảm ơn Chúa vì lời của Chúa. Chúa cho chúng con hiểu được ý muốn của Chúa, hiểu được chân lý của Ngài, để chúng con sống một đời sống có ý nghĩa cho Chúa. Con cảm ơn Ngài, con cầu nguyện này trong danh Chúa Jesus Christ.